đóng rồi. Rồi, ok, đóng rồi. Đó, đúng giờ, đúng một giờ luôn nha các bạn nhé. Đó, như vậy là cửa xã đã đóng lại. Và bây giờ là không khí lễ hội chính thức được bắt đầu. Đó, các bạn thấy không? Xuống đây kìa, xuống đây kìa. Quá trời luôn. Đó. Một không khí lễ hội bắt đầu. Đó, đó, các bạn thấy không? Xuống rồi đó, xuống rồi. Wow, bây giờ mình xuống dưới đó để hòa chung với cái lễ hội ngày nay hôm nay nhá. Vô, 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 vô. Bầu lông, bầu lông, bầu lông. Vô, 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 vô là vô là vô là. À, chạy hết. Ồ, tăng thì thôi rồi. Ồ, nhìn đã mọi người. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Về TV. Hôm nay mình đang có mặt tại đập cái cửa xã của Hồ Thủy Điện Trị An các bạn này. Thì hôm nay theo thông tin thì 1 giờ trưa ngày 25 tháng 8 năm 2023 thì cửa xã sẽ ngưng lại, sẽ đóng lại nha các bạn nha. Đó, thì khi mà cửa xã đóng lại thì đây là một trong những cái ngày hội thực sự của người dân ở khu vực lòng hồ Trị An này. À, những cái lễ hội bắt cá rất là nhiều nha các bạn. Đây mọi người thấy này, ở đây xe nè, xe. Mặc dù chưa tới giờ để đóng cửa đập, nhưng mọi người thấy này, xe này. Đó, 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 rất là nhiều. Ngoài kia thì ô tô xếp một hàng dài rất là nhiều luôn. Người dân đang tụ họp về đây để cùng với bà con ở đây tham dự cái lễ hội đánh bắt cá tại hồ thủy điện, tại cửa xã đập thủy điện Trị An. Nói chính xác đó là cửa xã đập thủy điện Trị An các bạn. Đây thì ít phút nữa thôi cửa xã sẽ đóng lại và ở đây sẽ là một cái không khí lễ hội cực kỳ náo nhiệt ở đây nha mọi người nhé. Rồi bây giờ mình mời cô Xuân Trị và các bạn đi với kênh Trở Về TV cùng hòa mình vào lễ hội bắt cá tại hồ thủy điện Trị An này nhá. Các bạn thấy này, xe xếp hàng nè, hàng dài, nào lưới nào. Mà đặc biệt là năm nay thì chính quyền không cho chích điện nha các bạn, tuyệt đối nghiêm cấm chích điện đó, chỉ được đánh bắt bằng lưới, bằng chài và những cái dụng cụ hỗ trợ khác, không được chích điện nha các bạn. Đây mọi người thấy xe hết xếp hàng dài đây. Rồi, ok, bây giờ mình đi xuống dưới đó để quay cho các bạn xem. Và hy vọng hôm nay thì người dân ở đây sẽ đánh bắt được nhiều cá lớn nha mọi người. Đó. Thì thực sự là mong muốn làm sao quay được những cái hình ảnh về những con cá siêu to khổng lồ ở hồ thủy điện Trị An để gửi tới cô chú anh chị và các bạn gần xa nhé. Đây các bạn thấy này. Nào phao, nào lưới, nào chài, mọi người đã chuẩn bị sẵn rồi. Thì chỉ còn ít phút nữa thôi mà các bạn ạ, khoảng 10 phút nữa thôi. Đó thì cửa xã sẽ được đóng lại. Ở lúc đó người dân sẽ tràn xuống đây. Đó, nào phao, nào lưới. Rất là nhiều luôn nha các bạn nha. Đó, xe cộ thì xếp hàng dài ở ngoài đấy. Giờ thời tiết hôm nay tại khu vực lòng hồ thủy điện Trị An thì trời nắng chang chang. Rất là nắng luôn, rất là nắng luôn các bạn. Giờ mình đang xuống dưới để quay cho các bạn xem một số những hình ảnh như đây. Và chúng ta chuẩn bị hòa mình vào cái lễ hội đánh bắt cá tại hồ thủy điện Trị An này nhé. Đường xuống dốc trơn quá. Wow. Rồi, đóng rồi, đóng rồi, đóng rồi. Đây. À, chuẩn bị đóng rồi nha mọi người. Thấy nước đang giảm dần. Ở dưới kia thì rất là nhiều bà con đang chuẩn bị lưới chài sẵn các bạn. À, lát nữa đây thì đây thực sự là một trong những cái lễ hội rất là lớn tại khu vực hồ thủy điện Trị An này. Mong sao bà con năm nay gặt hái được thành quả tốt nha. Đó, với nhiều các loại cá siêu to khổng lồ. Đó, nghe tiếng rầm 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 của cái cửa xã rồi các bạn. Đó. Đóng rồi. Rồi, ok, đóng rồi. Đó, đúng giờ, đúng một giờ luôn nha các bạn nha. Đó, như vậy là cửa xã đã đóng lại. Và bây giờ là không khí lễ hội chính thức được bắt đầu. Đó, các bạn thấy không? Xuống đây kìa, xuống đây kìa. Quá trời luôn. À. Một không khí lễ hội bắt đầu. Đó, đó, các bạn thấy không? Xuống rồi đó, xuống rồi. Wow, bây giờ mình xuống dưới đó để hòa chung với cái lễ hội ngày nay hôm nay nha. Rồi, mọi người có thể thấy hai bên bờ luôn nha các bạn. Bên kia cũng vậy kìa. Đó, canh sẵn hết rồi.
nào thùng xốp, nào áo phao, nào xuồng, nào bè. Rồi bên đây cũng rất là nhiều. Đó, bà con tới đây rất là đông nha các bạn. Một không khí thực sự là không khí náo nhiệt ở đây mọi người ạ. Đấy. Theo thông lệ thì bà con mọi năm có xả nước, nhưng mà năm nay hình như là năm vừa rồi không xả, năm 2021 mới xả các bạn. Đó. Đây mọi người thấy này. Quá trời là trời. Flycam bay ngập trời rồi. Đó. Đây bà con đang xuống đây đánh bắt cá. Cho em qua tí, anh cho em qua tí, em cảm ơn nhé. Wow, hai bên bắt đầu tràn xuống ngay cái rồi, cửa xã. Xem như ai là người bắt cá đầu tiên. Rồi coi ai là người thà hưởng thành quả đầu tiên, và con đó sẽ nặng được bao nhiêu ký ở đây mà có ai trao thưởng nha. Đó. Rồi các bạn thấy này, đó quá trời là trời luôn. Hai bên bờ đầu tràn ra ngoài giữa cái cửa xã này các bạn này. Quá trời. Đi qua bên kia đó. Đi giờ chắc ở dưới đoạn dưới này chắc không còn cá nữa. Cá ở đây là bị bắt hết rồi chứ dưới kia hết cá rồi. Đây không khí các bạn thấy không? Nào chài, nào lưới. Thì kích điện năm nay là bị cấm tuyệt đối rồi, không được mang kích điện vào rồi các bạn ạ. Đó, bị bắt ngay. Còn chài lưới, xuồng, ghe rồi. Ghe thì không có, xuồng, phao rồi, tất cần tật. Đó. Cảnh bà con bắt đầu đổ xuống cái cửa đập này. Rất là đông, ở trên bờ còn cực kỳ đông nữa. Ở trên bờ còn rất là đông nữa các bạn. Ở dưới này bắt đầu tràn ra. Wow. Hy vọng năm nay bà con sẽ thu hoạch được nhiều thành quả nha các bạn nhé. Đây với cái thời tiết ngày hôm nay thì cực kỳ nắng các bạn, 35-36 độ, nhưng mà xuống dưới dòng nước mát như thế này được bắt cá mà cá siêu to khổng lồ nữa là càng sướng các bạn ạ. Đây rất là đông người dân đang có mặt ở trên đây, hai bên bờ luôn nha các bạn nha, bên bờ bên kia nữa kìa. Đó, mọi người thấy bên bờ bên kia không? Và dọc theo cái con suối này xuống dưới kia rất là nhiều luôn các bạn ạ. Để lát mình đi một số địa điểm khác quay những cái địa điểm đó coi có cá to không, gửi tới cô chú anh chị và các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta cùng hòa chung vào cái niềm vui với bà con tại khu vực này nhé. Các bạn thấy đứng từ xa chúng ta có thể nhìn thấy cái cửa xả của hồ thủy điện Trị An bé xinh xinh, nhưng bây giờ người xuống dưới đó các bạn thấy cái cửa xả nó to dã man luôn, to vật vã luôn các bạn ạ. À. Chưa có con cá nào được đánh bắt các bạn. Mình đang chờ mong sao là có những cái con cá siêu to đó các bạn. Để quay cho các bạn xem coi cá hồ thủy điện Trị An coi cá khác với cá những cái khu vực khác không nha. Đây mình xuống sát mép nước luôn nha các bạn. Có cá rồi. Đây có cá rồi. Con trả rồi. Cửa xã đó. Còn đây là những người dân đang theo dõi cái lễ hội ngày hôm nay ở đây. Quá trời là trời luôn. Đưa tay lên thấy không? Ít phút nữa thôi các bạn. Ít phút nữa thôi thì sẽ có những cái con cá siêu to khổng lồ sẽ dính lưới thôi các bạn ạ. Giang kiểu này thì khó thoát lắm các bạn ơi. Đây trơn trượt quá. Wow. Đây mình xuống sát với mép nước rồi các bạn nhé. Đó. Một ngày lộ ngày lễ hội thực sự các bạn. Rồi ok, đây là xuống tới mặt nước rồi này. Đấy, mình đang đứng dưới mặt nước rồi này. Vô. Bự không. Vô rồi. Đó, người dân đang rất là hò hứng. Đây, người dân rất là đông. Đó. Đang rất là hội.
Bự không, bự không, bự không? Bự không anh, bự không anh? Bự không anh? Ở bên kia rồi. À. Rất là trơn, các bạn thấy đá ở đây là ngâm nước từ bữa giờ rất là trơn luôn mọi người nhé. Bự không, bự không? Vô, 3 kí á. Dạ dạ. 3 kí cà chài hả? Wow. Đây các bạn thấy này, người dân đang hăng say bắt cá. Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. À, anh xuống đây rồi hả? Rồi mới lên một con chạch lấu các bạn, mới lên một con chạch lấu không biết bao nhiêu ký à. À, mà đóng bao rồi. Đó, còn đây là người dân đang ở đây, phụ nữ có, trẻ em có. Nhưng trẻ em ở trên bờ thôi các bạn. Còn đây là đang bắt cá ngoài này. Khi cửa sở này đóng lại cá là bắt đầu dồn ra. Một cảm giác cực kỳ hứng thú các bạn. Đó, đây là một trong những cái lễ hội thường xuyên khi mà hồ thủy điện Trị An mở cửa xả nha các bạn nhé. Khi mà mở cửa xả trong vòng bao nhiêu lâu đó để xả bớt nước đi, rồi xong bắt đầu là cá nó tồn động đầy nhiều lắm mọi người. Bơi ngược dòng lên cũng có này, và ở trong lòng hồ ra đây cũng rất là nhiều. Đó là lý do tại sao những cái ngày như thế này ở hồ thủy điện Trị An luôn đông vui và nhộn nhịp bà con. Đó, quăng chài, quăng lưới. Đấy, nãy giờ cái lưới này dính hơi nhiều cá này các bạn này. À, nhưng mà nhỏ nhỏ thôi, một vài ký gì đấy. À, mè dinh, mè dinh. Không được cá to. To nó nằm chỗ khác rồi. Đó, lại dính con lâu kiến. Tàu ngầm. Wow, con tàu ngầm. Đó, lại dính con tàu ngầm nữa nha các bạn nha. Rồi, có vẻ là ở đây đông quá nên mình đi một số chỗ khác, mình quay cho các bạn xem một số những hình ảnh nơi khác. Rồi các bà con ở khu vực khác coi có cái gì thu hoạch được nhiều hơn không nhá. Mình mới nhận được thông tin có mấy ông anh ông nói là các bạn này, khu vực này này. Đó, ở dưới này này, ngày hôm qua giờ người ta giăng được nhiều cá to lắm các bạn ạ. Đó, tại vì cái nước nó chảy theo nguồn là nó chảy ra đằng kia. Đó, nó chảy ra ngoài kia các bạn kìa. Đó, xuống ngay cầu Đồng Nai đó. Thì khu vực ngày này ngày hôm qua người ta đã giăng cá rồi. Đó, rất là nhiều con cá bự, nghe nói là ông nào khúc trong này nè. Ở khúc cái hồ đó đó. Dính ngày hôm qua dính được mấy con cá bự bên đó đó. 6-7 ký. Giờ mình đi xuống dưới đó để mình thử hỏi thông tin coi như thế nào các bạn nhé. Đó, mong sao là có những cái con cá mà nó siêu to khổng lồ để quay cho các bạn xem coi nó mới sướng được các bạn ạ. Còn bên kia thì người dân đang rất là đông, đang cực kỳ đông ở bên đấy. Ở đây cũng có một số người đang giăng lưới. Đó, tại vì những cái người dân ở khu vực này nè các bạn này, có biết cái vị trí á. Đó, những cái hố nước như thế này nè, thông thường cá lớn này vô các bạn, rất là nhiều luôn. Để bây giờ mình đi xuống dưới đó nha. Đi xuống dưới này này. Đó, quay cho các bạn xem. Còn đây các bạn thấy cái vực xuống ấn lạnh. Mình người sợ độ cao mà giờ xuống đây là một vấn đề nha các bạn nha. Mong được các bạn xem video, nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp kênh Trở Về TV nhé. Để mình có nhiều động lực quay những cái video hay hơn để cho phục vụ tới cô chú anh chị và các bạn. Đây là quang cảnh hồ Trị An, mới xả hết nước rồi, giờ nước rút hết các bạn. Lúc nãy mình tới thì nó ngập tràn ra, bây giờ rút hết rồi. Giờ còn thành những cái bụng như thế này nè mọi người nè. Ok, giờ mình xuống dưới kia nha. Lên đây cho coi nè. Ok, lát em lên liền. Rồi, mình mới phát hiện ở đây nè các bạn này, khu vực này mới là nhiều cá này. Các bạn thấy ở đây có những cái vũng nước á. Đó, cá nó bơi qua đây. Nó chú chân ở đây luôn. Chứ mà từ nãy giờ mình quay trên chỗ cái cửa xả kia không thấy con nào to các bạn. Con 1-2 ký không à. Mà mình vừa tới đây là nghe anh Đen nói là bắt được mấy con toàn 7-8 ký. Lát mình lên mình quay cái sâu cá cho các bạn xem nhé. Đó, đang giăng lưới ngoài đấy.
Rồi chắc giờ đồn chú ở đây luôn rồi. Ngoài kia cái cảnh nhộn nhịp là đã lấy hình rồi. Giờ đây là lấy hình cá. Cá ở đây to lắm. Dòng ở đây nhiều mà. Đó, tí nó giăng đêm cơ. À vậy hả? Tí là cá đêm lên được cơ, cá chiều cá đêm được cơ. Mỗi năm anh bắt một con to nhất là khoảng bao nhiêu ký? To nhất thì tùy cái lưới mình giăng, cao lắm thì mười mấy ký hả? À? Mười mấy ký một con hả? Wow, đã nha. Ở trên kia đông quá, làm như cái hội chợ trên đó, khiếp thật sự luôn á. Anh Vượng bắt được anh Vượng bắt được con nào chưa? À, có kích mà không cho kích thì không cần kích là đúng rồi. Cấm mà kích là chiệt hại. Kích là chơi cả các con, các mẹ gì bứng hết mà. Rồi bây giờ mình chạy lên đây. Ủa cái đường đi xuống đây hơi bị khó nhằn các bạn. Rồi mình lên mình quay cái sô cá anh mới bắt dưới này cho các bạn xem nè. Xong cái xíu mình xuống đây rồi mình lại trực ở dưới này tiếp. Coi có con nào siêu to khổng lồ không nhá. Ồ các bạn thấy con đường đi quay cho các bạn xem những cái video kinh khủng khiếp dựng đứng luôn các bạn. Giống như cảnh núi rừng Tây Bắc á. Khiếp, khủng khiếp quá. Wow, đây nè các bạn nè. Đó, chết lăn bụng rồi nè. À, chết lăn quay rồi, sáng giờ. À, lưới được mấy con này các bạn. Đấy. Mấy con này mà chết phí quá ha. Nhìn có cái cá chép nè. Dạ. Nhìn cá chép nè các bạn nè. À, tiếc quá, từ nãy giờ quay bên kia mấy ông đặt lưới từ chiều hôm qua các bạn ạ. Tại vì cái khúc phía sau này là nước nó không có đi, nó không có cuộn trôi á mọi người. Nó không có xiết á, nên đặt lưới từ ngày hôm qua giờ được mấy con này. Wow, nhìn đã không? Đây con này. Đó. Con này mà ôm dưa hoặc là nấu cháo thì thôi, đúng hết nước chấm ha. Ngày qua sau khiêng lên được cái dốc kinh khủng khiếp quá. Đó, mắc lưới các bạn này. Đó. Nó bị chày vẩy các bạn. Đây. Cảm ơn các bạn xem. À, cá. Chạy hết rồi. Ồ, tanh thì thôi rồi. Đó, nhìn đã mọi người. Wow. Nãy giờ leo xuống cái dốc mệt quá các bạn, leo dốc mệt quá nên giờ mà kéo xuống dưới đó quay ra không quay nổi các bạn. Đi dốc kinh khủng quá. Quá hớp. Đây con này nè. Đó. Con này phải là gần chục ký các bạn. Rồi ok, vừa rồi thì kênh Trở Về TV vừa giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn cái những cái hình ảnh tuyệt đẹp khi mà hồ Trị An vừa đóng cửa xả các bạn. Đó, người dân ô xuống cái đập xả để bắt cá và những hình ảnh những cái con cá siêu to khổng lồ mà người dân đã đánh bắt đặt lưới từ ngày hôm qua. Đó, rất là to nha các bạn nhé. Rồi nếu thấy video hay các bạn vui lòng cho kênh Trở Về TV xin một nút subscribe, like và chia sẻ video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo của kênh Trở Về TV nha.